sáng thức dậy thường lo hay tính toán, việc nhà bếp nung đâu đó chu toàn, dọn dẹp cho xong rồi còn phải lo chồng con. Những năm tháng thanh xuân chẳng còn son, trong tôi mất thế giới ngoài kia em đây mạnh mẽ đến nhường nào, chẳng điều gì có thể ngăn được em trên chặng đường phía trước. Vậy mà đêm xuống bỗng nghe lòng mình thật yếu đuối, chẳng ai ngoài em nhận ra em rất mong manh. Nhưng dù tất cả em vẫn ở đây vẫn thật hạnh phúc như em từng, vì cạnh em có những thiên thần em luôn yêu thương biết mấy, mẹ sẽ là ô chở che cuộc đời các con sau này. Dù em nhỏ bé nhưng em vẫn rất bi thương, mẹ biết giữa em đây. Em ơi! Ủa ba, mày đi ra mà sao con không thấy ở nhà vậy ba? Ba cũng không biết nữa. Con cũng chắc đâu có biết đâu. Chắc là mẹ đi công chuyện. Tới giờ cơm rồi. Trời, sao để đây rồi không nấu rồi? Sao kỳ vậy trời? Ủa sao nấu cho mấy đứa nhỏ ăn? Sao lên đây nằm? Em thấy hơi mệt. Chết. Em bị sốt hả? Chắc là hôm qua dầm mưa nè phải không? Thôi em nghỉ ngơi đi. Anh lấy thuốc cho em uống nha. Khỏi đi. Em mới uống thuốc rồi chắc không sao đâu. Em nghỉ xíu xong rồi còn xuống nấu cơm cho con nữa. Thôi hay là vậy, để anh xuống nấu cơm cho con ăn, em nằm nghỉ ngơi cho khỏe nha. Anh nấu sao tụi nhỏ ăn được, có biết nấu gì đâu mà nấu. Nhưng mà hôm nay em bệnh mà. Để em ráng. Alo. Tôi biết rồi. Rồi. Gì vậy? File hình anh chụp cho khách có vấn đề. Chắc là bây giờ anh phải chạy lên đó anh kiểm tra thử coi làm sao. Anh đi đi. Em lo cho tụi nhỏ được mà. Nhưng mà em bệnh sao mà anh bỏ đi được? Không có sao hết đó. Đi đi. Em ngồi vậy là anh nghĩ cũng khỏe rồi đúng không? Thôi anh đi nha. Anh khùng quá à. Đi đi. Bắt anh đi, bắt anh đi. Chắc chắn em sẽ bắt được anh.
Ôi nè, hai đứa làm cái gì vậy hả? Hai đứa đi ra ngoài trước chơi. Ở đây mẹ phải nấu ăn nữa, nhanh lên nhanh lên. Đi. Ôi. Mẹ ơi, anh bắn con. Cái gì vậy? Em bắn con trước. Em bắn anh trước. Thôi, không có gây lộn nữa, đưa cái này cho mẹ. Hai đứa đi lấy đồ tắm rửa rồi còn cơm nữa, nhanh lên. Ôi thiệt hết, nhanh lên. Nhanh lên. Úi, chết rồi. Trời ơi, trời ơi. Đồ nhất nào để đâu rồi? Mệt quá. Mẹ ơi, mẹ có cơm mẹ. Mẹ em đói mẹ. Mẹ không nhờ. Cái gì vậy? Cái gì mà ồn ào vậy? Trời đất ơi, sao khóc vậy? Sao không khóc vậy hả? Em mệt quá. Em muốn nấu cơm cho hai đứa nhỏ ăn. Mà là lo tắm tụi nó cho nên giờ thịt khét hết trơn rồi. Thôi bỏ đi. Mà để chút tối anh đói lấy anh ăn cũng được. Anh thích ăn khét, không? Đây, có mua phở cho mấy mẹ con ăn nè. Hôm nay anh biết em mệt, bởi vậy em mua phở tái cho em ăn để mau lại sức nha. Ăn xong lên nghỉ uống thuốc nhớ không? Còn hai đứa hôm nay mẹ mệt, mẹ không có nấu cơm cho hai đứa ăn được. Hôm nay hai đứa ăn phở nha. Dạ. Trời ơi, mẹ bệnh có hai ngày mà làm gì mấy cho con làm nhà cửa bề bộn tùm lum hết trơn vậy không biết nữa. Anh không cho. Nè. Anh không cho. Hai anh em làm gì vậy? Hai anh em làm gì vậy? Hả? Đưa đây cho ba. Cất, không có chơi nữa. Hai đứa con sao vậy? Không ngoan hả? Để cho ba bình tĩnh, ba xuống dưới bếp, ba nấu đồ ăn cho hai đứa. Hai đứa đói chưa? Dạ đói rồi. Ừ, phải ngoan nghe không? Mẹ bị bệnh, hai đứa phải biết thương mẹ. Nhớ không? Dạ nhớ. Ủa sao qua anh bảo mẹ bị ốm để tranh thủ chơi mà. Có không? Dạ không. Nè, tụi con phải biết thương mẹ. Nhớ không? Dạ. Mẹ đang bệnh đó, không có làm mẹ buồn. Dạ. Giờ đi với ba nhanh. Rồi, hai đứa giỏi lắm nha không? Ủa? Ủa ba, sao hôm nay nhà mình gọn gàng quá vậy ba? Bộ có cô tiên trên trời xuống hả ba? Cô tiên đâu ra? Là mẹ tụi con nấu đó. Bị bệnh gì sao mẹ nấu nó ăn được? Chính vì mẹ bị bệnh nhưng mẹ sợ tụi con đói, mẹ cũng phải dạy nấu ăn cho tụi con. Bởi vậy tụi con á phải biết thương mẹ, phải ngoan, nhớ không? Dạ nhớ. Ừ. Thôi bây giờ im lặng cho mẹ ngủ. Ừ, phơi xong rồi. Thấy em ngủ ngon quá, để cho em ngủ. Để cho em ngủ vậy anh đứng ở trên đầu em, anh nói chuyện xuống mà để cho em ngủ. Nghe tiếng anh em mới giật mình vậy á. Mẹ bị bệnh vậy sao mẹ không nghỉ ngơi đi, sao mẹ còn ngồi đây? Mẹ phải dẹp cái bãi chiến trường của ba con mày kìa. Xong rồi mẹ phải nấu cho tụi con bữa ăn ngon nữa, đúng không? Thôi thôi thôi, vậy là được rồi. Bây giờ em á, em ăn một miếng rồi em đi lên em nghỉ ngơi cho nó khỏe, nghe không? Tụi con hứa với mẹ sao? Con hứa với mẹ là từ nãy giờ đi con không có phá hoại nữa. Giỏi. Để cho mẹ khỏi mệt nữa. Ừ. Con hứa với mẹ là từ nay con sẽ ngoan. Ừ, rồi con hứa cho... À, không, anh hứa với em là từ nay sẽ phụ anh việc nhà đàng hoàng. Nhớ không? Và bây giờ gia đình mình ăn cơm. Ăn cơm nào. Đưa mẹ.
xuôi đời lo cho chính ta. Ngày ngày ra phố mua sắm là cả, tụ tập quan xa trò chuyện với cô bạn thân, chẳng còn muộn phiền, chẳng còn lo toan sớm khuya. Trong đôi mắt thế giới ngoài kia em đây mạnh mẽ đến nhường nào, chẳng điều gì có thể ngăn được em trên chặng đường phía trước. Vậy mà đêm xuống bỗng nghe lòng mình thật yếu đuối, chẳng ai ngoài em nhìn xa em rất mong manh. Nhưng dù tất cả em vẫn ở đây vẫn thật hạnh phúc như em từng, vì cạnh em có những thiên thần em luôn yêu thương biết mấy. Mẹ sẽ lỗ chở che cuộc đời khắp gần sau này, dù em nhỏ bé nhưng em vẫn rất tin.